cho em gửi hàng với ạ. Ai đấy? Sao trường phòng của tôi lại phải đi làm shipper như thế này nhở? Em đi làm thêm chị ạ. Cũng trùng hợp thật đấy. Em lại đi ship hàng cho chị. Mà này, thế lương trưởng phòng không đủ ăn chơi hay sao mà lại phải đi làm cái công việc bần hèn như thế này? Em thấy chị nói hơi quá rồi đấy ạ. Sao chị lại nói công việc này là bần hèn? Hơi vất vả một chút, nhưng mà được cái tự do, với thu nhập cũng tốt nữa. Có khi lương cả tháng của anh chị làm nghề này còn cao hơn lương trưởng phòng của em nữa. Thế thì cô nghỉ làm ở tập đoàn đi, để cái chiếc trưởng phòng với tôi làm cho, đi ship hàng cho nó nhiều tiền. Đây chỉ là công việc tạm thời của em thôi, còn công việc chính ở công ty thì em vẫn phải duy trì chị ạ. Thế cô làm cái nghề này từ bao giờ đấy? Em làm chắc cũng được gần một tháng rồi. Lạ nhỉ, một người bình thường thì làm gì có chuyện đi làm với chiếc trưởng phòng rồi mà vẫn phải đi làm thêm cái nghề này. Hay là cô chơi bời cái gì nợ nần nhiều quá nên mới phải đi cày cuốc để trả nợ đúng không? Chị đừng có nói như vậy, không cả mang tiếng em ra. Chị làm với em lâu như vậy rồi, chắc chị cũng biết là em không chơi bời gì mà. Ai mà biết được ấy. Nhiều người bên ngoài cứ tỏ ra là mình hiền lành, nhưng mà bên trong ối giời ơi lắm. Đấy là người ta, chứ em không có như vậy. Mà thôi, em gửi hàng cho chị ạ. Để em còn đi giao những chỗ khác nữa không cả muộn mất. Đây, em gửi chị ạ. Bao tiền đấy? Của chị là 189.000 ạ. Đây, không phải trả lại đâu. Dạ thôi, để em gửi lại chị 11.000. Sao? Chơi ít à? Không, em không có ý đó ạ. Thế thì cô cứ cầm đi. Bình thường ai ship hàng cho tôi cũng đều bố thí cho tiền thừa như vậy mà. Không phải ngại đâu. Con Danh kìa, mày định bao giờ mới trả tiền cho đại ca tao đây? Em chào anh. Đợt này em khó khăn quá, cho nên là em chưa đủ tiền anh ạ. Em có nói với anh ấy rồi mà, cuối tháng em sẽ trả tiền cho các anh. Tao không cần biết mày bảo đại ca tao hay chưa. Hôm nay đại ca sai tao đến lấy tiền. Nếu mày không trả, đừng có trách tao. Anh cũng thấy rồi đấy, em vừa làm ở công ty, vừa phải đi ship hàng để kiếm thêm tiền trả cho các anh. Em xin các anh cho em thêm một chút thời gian ạ. Tao nghe nói mày đang làm trưởng phòng của công ty nào lớn lắm cơ mà. Thế chẳng nhẽ lương của mày không đủ trả chút nợ bé xíu này à? Dạ, tại vì gia đình em cũng khó khăn, tiền lương của em còn phải lo cho gia đình nữa, cho nên là không dư ra được bao nhiêu anh ạ. Lại cái bài ca kẻ khổ, tao không có nhu cầu nghe nhá. Mày có trả tiền hay không thì bảo. Em xin anh đấy, bây giờ trong người em chỉ có vài trăm nghìn tiền đi giao hàng cho khách thôi, chứ bây giờ thật sự là em không có đủ tiền đâu. Mẹ kiếp, lúc vay thì hứa lên hứa xuống, bây giờ đòi thì không trả. Con nợ nào cũng như bọn mày, tao biết lấy gì tao ăn. Thực sự là em cũng không muốn thất hứa với các anh đâu, nhưng mà gia đình em khó khăn, mong anh thông cảm cho em ạ. Thôi được rồi, lần này tao tha, nhưng lần sau mà không có tiền nữa, tao bán mày đi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Lần sau em sẽ cố gắng gom tiền để trả cho các anh. Mày nhớ mặt tao ấy, nghe chưa? Em chào anh. Vào đi. Dạ, em gửi anh báo cáo ạ. Cứ để đấy cho anh. Mà Nhiên này. Dạ. Dạo này anh thấy em xanh xao lắm. Em có chuyện gì không? Dạ, không có gì đâu anh ạ. Chắc là do tối em thức muộn nên là trông em mới như vậy thôi. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ bảo với anh. Anh sẽ giúp. Đừng có giữ trong lòng. Dạ vâng. Em cảm ơn anh, em hiểu rồi ạ. Thôi được rồi, em về làm việc đi. Em xin phép. Anh Hải, em kể cho anh nghe chuyện này nhá, sốc cực. Chuyện gì vậy? Cái Nhiên ấy, đi làm shipper. Ngày trước á? Không, bây giờ ấy. Sao lại thế được? Nó đang làm trưởng phòng cơ mà, đi làm shipper làm gì? Thế thì mới khó tin. Hôm qua nó vừa đi giao hàng cho em mà. Em đang đùa anh đúng không? Anh không tin đâu. Khổ thế nhở. Em còn có ảnh đây này. Hôm qua lúc nó không để ý á, em chụp trộm. Đây. Ồ, sao lạ thế nhở?
Nó làm đến chức trưởng phòng rồi mà vẫn đi làm shipper. Thế thì mới lạ đấy. Con này nó lại máu kiếm tiền thế cơ à? Em đoán là con này đang nợ nần gì đấy, cho nên mới phải cày tiền để trả nợ. Con này từ trước tới giờ anh thấy nó ngoan lắm cơ mà, có chơi bời gì đâu mà phải nợ. Đùa chuyện với anh chán thế nhở? Thế nó chơi nó bảo anh đấy à? Ừ, cũng đúng nhở. Chứng tỏ con này nó giấu kín thật. Bắt đầu từ bây giờ anh phải nhìn nó bằng con mắt khác rồi. Trưởng phòng à, thế tí nữa về có đi ship hàng nữa không thế ạ? Em không chị ạ. Thế em đi ship hàng gì thế em? Không có gì đâu anh ạ, mọi người tập trung làm việc giúp em. Anh Hải không biết đây thôi, chứ trưởng phòng của bọn mình á, chăm chỉ làm việc lắm. Ngoài những lúc làm việc ở tập đoàn ra, còn đi ship hàng nữa cơ mà. Vậy cơ à, thế thì nhiều tiền lắm nhờ. Đương nhiên là nhiều rồi. Lúc nào anh Hải mà hết tiền á, cứ hỏi vay trưởng phòng. Kiểu gì trưởng phòng cho vay. Bao giờ anh mà gặp khó khăn cho anh vay ít tiền nhá, Nhiên. Vâng ạ. Nếu như nằm trong khả năng của em thì em luôn sẵn sàng. Ừ, vậy thì anh cảm ơn nhá. Không có gì ạ. Ôi thế này. Con kia, mắt mày mù à? Mày nhìn thấy xe của tao mà mày không tránh đi mày còn đâm vào à? Hả? Anh đã đi ngược chiều rồi, xong lại còn đi nhanh như thế, làm sao mà tôi tránh được? Ai bảo mày là tao đi nhanh? Tôi thấy cả rồi, anh không phải cãi đâu. Tao không còn biết, xe tao bị mày làm trước hết rồi. Mày đền tiền tao đi. Ô hay cái anh ấy, sao anh vô lý thế nhở? Rõ ràng là anh đâm vào tôi, bây giờ lại còn bắt tôi bồi thường nữa. Đừng có nói nhiều. Thế mày có bồi thường không thì bảo. Anh mới là người cần phải bồi thường cho tôi ấy. À cái con danh này, tao không dạy dỗ mày thì mày không biết sợ đúng không? Này anh, anh làm cái gì đấy? Không phải việc của mày, đừng có hóng hớt, biến. Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Anh đi ngang qua thôi, em có làm sao không? Dạ không ạ, em chỉ hơi đau chân một chút thôi. Vậy để lát nữa, anh đưa em đi khám nhé. À, thế hóa ra là chúng mày quen biết nhau à? Thế thì tốt rồi. Con này, nó đâm vào xe tao, bây giờ mày đền cho tao đi. Chuyện là thế nào hả em? Anh cũng thấy đấy, xe anh ta đi ngược chiều, lại còn phóng nhanh vượt ẩu, nên mới đâm phải em, chứ em không làm gì sai cả. Anh đã sai rồi, lại còn chạy cuối đòi cuối bồi thường là sao? Anh có muốn tôi gọi công an không? Mày không phải dọa, bố mày sợ quá cơ. Được rồi, thế để tôi gọi công an đến. Mày nhớ mặt bố mày đấy. Để anh đưa em đi viện kiểm tra nhé. Dạ thôi ạ, em chỉ bị đau ngoài da thôi, không cần đi bệnh viện đâu ạ. Cứ phải kiểm tra cho chắc chứ. Thôi không sao đâu, em ổn mà. Thế để anh đưa em sang quán trà đá bên kia, rồi mình cùng ngồi nói chuyện nhé. Dạ vâng, được ạ. Để anh đỡ cho. Dạ, em cảm ơn anh. May là không làm sao đấy. Em còn đau không? Em đỡ rồi ạ. Sao em lại đi làm shipper thế? Em đi làm thêm cho vui thôi mà. Em vẫn còn định giấu anh nữa à? Em... Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói anh nghe đi, đừng có giấu anh. Thật ra là bố của em đang bị bệnh. Em là con một, cho nên mới phải lo toan cho cả gia đình. Số tiền trước đây em tích góp được đều đã dồn vào để chữa bệnh cho bố em, nhưng mà vẫn chưa đủ, cho nên là em phải vay ở bên ngoài một khoản. Bây giờ đến hạn trả rồi mà em vẫn chưa đủ tiền. Em đi làm thêm như thế này để kiếm tiền trả nợ. Sao em không nói với anh? Anh có thể giúp em mà. Tại vì là anh giúp em nhiều quá rồi, cho nên em thấy ngại lắm. Sao em lại nghĩ như vậy? Anh và em quen nhau bao nhiêu năm rồi, lúc công ty gặp khó khăn em cũng giúp đỡ anh nhiều mà. Bây giờ em gặp chuyện em phải nói với anh chứ. Vâng, lần sau có chuyện gì em sẽ bảo với anh ạ. Thế em đang nợ bọn họ bao nhiêu tiền? Dạ em đang còn nợ 50 triệu ạ. Vậy để anh chuyển tiền cho em rồi mang trả cho bọn họ đi. Em chỉ cần làm tốt những công việc ở công ty là được rồi, còn những chuyện khác ấy cứ để anh lo. Thôi em cảm ơn anh ạ.
Ừ, em. Cái Nhiên nó bị làm sao ấy nhỉ? Sao chăng cái gì? Nó chỉ làm như thế để lấy lòng chủ tịch thôi. Con này nó lại mưu mô đến thế cơ à? Con này kinh lắm, không phải dạng vừa đâu. Chả có tự nhiên đâu mà leo được lên cái chức trưởng phòng đấy cả. Có khi nào chủ tịch rơi vào bẫy tình của nó luôn không nhỉ? Cái đấy ai mà biết được. Bây giờ chủ tịch vợ chưa có, người yêu cũng chưa. Cái việc nó lừa dễ hiểu mà. Quả này nó mà trở thành người yêu của chủ tịch, có khi anh em mình bị đuổi khỏi tập đoàn cũng nên đấy. Cái đấy em chả sợ. Mình không làm tập đoàn này thì mình làm chỗ khác, thiếu gì việc cho mình làm đâu. Biết là như thế, nhưng mà nếu bị nó đuổi việc thì cũng cay đấy chứ. Nó vào sau anh em mình bao nhiêu lâu, nó đã leo được lên cái chức trưởng phòng rồi. Còn anh em mình thì... Anh nói đúng, không thể nào để cho con danh đó leo lên đầu lên cổ mình được. Thì em đã có cách nào để chơi khăm nó chưa? Đơn giản, chuyện này anh cứ để em lo. Chân bị đau hả Nhiên? À, dạ vâng, em bị ngã xe chị ạ. Sao lại đi đứng bất cẩn như thế chứ? Uống cà phê đi cho tỉnh ngủ này. Chị pha cho em ấy ạ? Ừ, uống đi. Uống xong rồi mấy cái chuyện lúc trước coi như là xí xóa nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Về làm việc đây. Em gửi anh, đây là bản kế hoạch cho dự án sắp tới. Anh xem qua đi ạ. Ừ. Nhiên, em bị làm sao đấy? Em đau bụng quá ạ. Em cố chịu một chút nhé, để gọi cấp cứu. Vâng. Anh ơi, làm sao bây giờ? Nhỡ nó bị như thế nào, em phải đi tù mất. Mà sao em lại cho thuốc nặng tay thế? Em cho có một chút thôi. Cái người bán thuốc bảo em là cho vào, nó chỉ đau bụng bình thường thôi, chứ ai biết được nó đau như thế này đâu. Em đúng thật là... Em chờ một chút, anh sẽ xử lý bọn họ. Thôi anh à, chắc là mọi người không cố ý làm hại em đâu. Anh cứ nhắc nhở nhẹ nhàng, mọi người sẽ rút kinh nghiệm mà. Không được, anh phải mạnh tay để làm gương cho những người khác nữa. Này, không biết chủ tịch gọi mình lên có chuyện gì không nhở? Anh cũng không biết được nữa. Thôi đi vào đi. Em lo quá. Vào đi. Em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch cho gọi chúng em có chuyện gì không ạ? Tại sao hai người lại đầu độc Nhiên? Dạ, chúng em có làm gì đâu ạ. Đừng có cãi. Trước khi tôi báo công an, nên khai thật đi. Dạ thưa chủ tịch, chuyện này là do Ngọc làm, chứ em không biết gì đâu ạ. Anh Hải, sao anh đổ hết tội lên đầu tôi thế? Em im đi. Rõ ràng là em thả thuốc vào cốc cà phê đó, bây giờ em lại còn cãi à? Anh đúng là cái đồ hẹn. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Lý do hai người hại Nhiên là gì? Nếu không trả lời được, để tôi gọi công an đến làm việc. Dạ, thưa chủ tịch, em thấy ghét Nhiên, cho nên em định chỉ chơi đẻo một tí thôi, chứ không có ý định hại gì đâu ạ. Vì sao cô ghét Nhiên? Dạ, vì Nhiên vào làm sau em, nhưng mà lại được lên làm trưởng phòng. Còn em cống hiến bao nhiêu năm rồi mà không được cái gì cả. Thế sao cô không nghĩ xem là tại sao Nhiên được lên làm trưởng phòng, còn cô thì cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy? Em... Chính vì thái độ của các người đấy. Đi làm lúc nào cũng chỉ tìm cách chơi xấu đồng nghiệp, chèn ép người khác, không cho người ta hơn mình. Còn bản thân thì sao? Không có ý chí phấn đấu gì cả. Bây giờ còn đòi trách ai, hả? Em biết lỗi rồi ạ. Chủ tịch tha cho em lần này ạ. Cũng may cho cô là Nhiên không bị làm sao, cho nên chuyện này tôi sẽ không truy cứu thêm nữa. Nhưng tất cả tiền viện phí của Nhiên cô phải trả.
Và ngay bây giờ hai người rời khỏi công ty cho tôi. Nhưng mà chủ tịch, em có làm gì đâu, sao em lại bị đuổi việc ạ? Cậu nghĩ từ trước đến giờ tôi không để ý đến thái độ của cậu à? Chẳng qua là nhiên xin cho các người nên tôi không thèm động đến thôi. Nhưng hôm nay thì không có chuyện đấy đâu. Dạ thưa chủ tịch, em biết lỗi của em rồi. Anh có thể nào tha cho em lần này nữa được không ạ? Em xin hứa em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Đừng nói thêm gì nữa cả. Hai người mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây cho tôi.